lúc nào cũng vậy, trước khi tới lớp bơi là phải lại là cái góc này chơi trước đó, người ta biết mà, thì cái tới giờ cái mẹ kia cháy ơi bơi 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 là người ta sẽ chạy đi bơi. Không ai lại đi chơi có mình nữa. Mommy. Yeah. Mommy, mommy. Boo. 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 Ơi, dơ quá. Ew. Ew. Put it down. It's nasty. Where did she pick up? Her shoes. Ew. She likes to take off her shoes in here. Bỏ xuống đi con. Con làm gì chơi? Làm gì vậy? Con cởi giới con đang chi chơi? Cởi giới đi đeo bao tay hả? Có ai chơi đời chơi vậy không? Dớ dưới chân không mang, cởi ra đeo tay có được đời không? Ồ ồ. Mami. Mami. Mama. Không có mama, con tự chà, mang dớ vô. Tự nhiên cái mami chà chi. Mama. Mama là màu hồng hả? Còn daddy là màu xanh hả? Rồi con mang dớ vô đi. Mang dớ vô chân á chứ phải mang tay. Nó hay đời không? Blue, đúng rồi. Blue là màu xanh đó cô chú. Đó, ok. Mang bao tay điệu nghệ chơi cô chú. Không có ai nghĩ ra cái trò như nó. Không một ai khác trên đời này nghĩ ra cái trò như chơi. Ố ô, cái gì mà ố ô. Rồi, con nói mami. Mami. Lụm giùm con. Chân. Đúng rồi. Đó, con ngồi kìa, con ngồi cái chân muốn quýnh vậy sao? Cái chân ghẻ này. Cái chân ghẻ nè. Con ngồi kiểu nó sang chảnh cái chân cô chú. Nó rất là sang chảnh. Rất là sang chảnh. Không được, không phải mượn, đeo vô giùm hả? Đưa tay đi mày đeo vô giùm nha. Xè tay ra. Xè tay. Xè tay, rồi đeo vô đây. Lận vô, lận con trật rồi mình lòn ngón út ra nó kìa. Sỏ ngón út vô, mẹ một tay mẹ cầm mẹ quay con rồi một tay mẹ đeo con sao mẹ làm được chay? Con làm y như mẹ thần thánh hay sao chay? Mẹ cũng vừa phải thôi chứ mẹ đâu có mà tới nỗi mà mày tài ba dỗ dữ vậy chay? Rồi sỏ vô, đúng rồi, rồi
Yeah. Rồi bây giờ đeo vô. Rồi vậy mẹ biết tương lai là con làm nghề gì rồi. Mẹ biết tương lai là con làm nghề gì đó. Rồi gọi là đánh đô vật. Đeo bao tay vậy là đánh đô vật đó chứ làm gì nữa. Boxing đó. Gì? Gỡ ra hả? Hả? Gỡ ra hả? Gỡ ra không rồi, gỡ ra. Bậy không? Chú ơi, chay được ba mẹ dẫn đi công viên chơi nữa nè. Yeah. Về coi nó kìa, Đi con. Chú nhé. Đó, thấy chưa? Vô được chỗ yêu thích rồi đó. Con cứ từ từ hưởng thụ đi con. Hết. À, hôm nay trời cũng không có lạnh gì mấy. Nên là cũng mặc cái áo này là trời vừa chơi vừa chạy là vừa rồi. Lên ghế ngồi hả? Nó bằng mỗi lần mà đi ngang cái này là một cái là nó nhìn từ trong xe nó nhìn ra cửa sổ nó kêu. Yeah. Đi lại xích đu chơi không? Đi lại xích đu nha. Đi lại xích đu chơi. Đi chơi nào. Cái gì chơi nào? Tội nghiệp sắp chuẩn bị vô lạnh vô đông rồi này kia nọ tuyết rồi hết được vô chơi này rồi. Tới mà mùa hè. Oh no gì? Vụ gì? Vụ gì mà oh no? Làm hồi hả? Vụ gì mà nô với smoking? Ồ, đi leo lên đó đó hả? Giỏi chưa? Wow. Yay. Yay, good job JD. Coi chừng nha. Đó, bây giờ. Trời ơi, còn bà đứng nè. Coi chừng ngang. Té ngang. Rồi, đi xuống đi. Xuống từ từ thôi. Làm gì vậy? Trời ơi, đi xuống vậy đó hả? Ngọc tưởng nó đang làm một cái gì đó. Trời. Trời ơi, cái con tay điệu nghệ chưa? Cái con tay dữ chưa? Người ta phải cẩn thận chứ, người ta đưa nhẹ cái đít xuống trước chứ đâu ai mà đưa. Đâu ai mà cắm đầu chạy xuống té sao? Phải vậy chứ. Yeah, good job JD. Thấy chưa, thấy người ta đưa nhẹ cái đít xuống chưa cô chú? Ok. Đó, bên này thấy người ta là măng dớ xanh đỏ tím vàng. Yay, high five. Boom. Hôm nay nó nói như chim sáo ngày xưa luôn. Quá giỏi luôn. Nó vô công viên là chỉ vậy thôi, đi lên rồi đi xuống rồi đi tới đi lui, nói chung là chỉ vậy thôi đó vậy. Yeah, vậy mà vui đó. Úp trời. Cẩn thận nha con. Lại xích đu không? Đâu phải không? Rồi hồi bữa là đi lại đây mình bà. Trật theo nó có được không? Tôi nó lại xích đu đá đi giữa chừng tôi tính đi rồi cái bắt đầu nó từ chối đi lại xích đu không? Đúng hả? Trời ơi, bà đứng cái tướng bắt kìa chay này mà lớn lên là không ai cô chú không có chị cô chú nào mà chịu đời nổi chứ đó. Chưa tới hai nồi bánh chưng mà nó cỡ này rồi thôi lớn lên sao nữa. Cô chú yêu thương chay quá trời luôn, cô chú ông bà. Rồi giờ đi đâu ạ? À? Cái chỗ đó người ta đang chơi quýnh banh này lại đó làm cái gì? Người ta quýnh cho banh vô chúng được cái mặt xịt máu cam bây giờ đó. Đừng mà con. Chỗ đó người ta chơi banh mà đi lại đó làm chi? Mình gái lứa mà mình lại mình chơi xích đu đi. Mình ngồi mình chơi xích đu mình chéo chân. Gái lứa mà thấy người ta chơi ba quýnh banh tới là làm gì mình? Cái cửa mình không có đụng tới nổi cái môn thể thao này đâu con. Mình nhìn cái chân của con là mày biết rồi. Mình không có vé cái giá nào mà cái cặp cửa của con là mình nhìn là mình thấy đâu có chơi cái môn này nổi rồi đó. Mẹ sao mẹ nói em kỳ quá cô chú ha. Mẹ gì tự nhiên đã quýnh giá em cái cặp cửa của em. Môn này là cần phải cao. Phải được không? Để người ta chơi cái người ta đi lại đây chứ người ta không chơi được cái vô lý không. Rồi nó kêu yên là nó kêu thải cái banh vô đó đi á. Mà người ta thấy nó lại người ta đâu dám chơi, người ta sợ thải chúng là sao? Vậy đó, nó chơi vậy đó chứ phải. Rồi, đi con. Đó. Cứ cà khịa miết vậy đó. Trời ơi, có đứng bên tay nè. Trời, đừng có đứng bên tay. Có được không? Không chịu đời nổi với nó thì chứ. Bicycle. Ew, that's nasty. No touching. Oh, no. Không được đụng vô con.
Water. Water. Vậy hả? Thấy không? Giờ nó đi rồi người ta mới dám chơi, thấy không? Nó đứng ở đâu ai dám chơi bởi vậy. Nên cái sự chơi của người ta cũng bị nó cản trở đấy chứ phải. Chơi chơi, làm chi chơi không chơi? Làm chi chơi con, tự nhiên nó sẽ đạp người ta đứng chi. Đi, đi, run, run. Oh no gì vậy? Ồ, oh, oh no là xe đạp bị ngã rồi đó hả? Xe đạp bị ngã là mình phải nói oh no nghe cô chú. mình phải diễn mà cái kiểu mà nó hết hồn mà nó cái sự mà thương tiếc á. Chạy đi, chạy đi. Ôi giời ơi. Ok, move, get out of here. Để cho người ta chơi. Đi. Nó không muốn đi rồi nó làm bộ nó ấy người nó vậy á. Rồi cái ai nhìn không biết cái nói là tôi đẩy tôi kéo nó té. Cổ. Đây, lại lên để gọi kia mấy anh chị kia cũng nhiều lắm rồi con. Cái này là cái cống đó con, cái cống nước không đó. Ew, that's nasty. Ew. Đi. Nó cũng ráng dậm cái chân lên cái đó. Nó cũng ráng đứng lên. Wow, cái gì dưới? Đó, coi cái gì dưới. Sợ. Có gì dưới à? Cái gì dưới à? Ew. Nước không ở dưới á, nasty. Hiện tại bây giờ là cỡ khoảng 6:30 tối rồi đó cô chú. Nếu mà cái thời này mà lúc mà con đó nó đòi nó lấy hai tay đó, nó lên cái này nè. Nếu mà trời mùa hè là sẽ rất là đẹp luôn á. Nhưng mà bây giờ cũng ui lạnh đó, lạnh đó nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Đứng đây mà đứng ở chừng thêm 30 phút nữa là mệt á. Nên là không có được chơi nhiều đâu. Sao con? Rồi sao nữa? Có thụt lùi không? Ồ, trượt ba te, bây giờ chơi trượt ba te. Này đâu trượt được. Wow, giỏi quá. Oops. Cố lên. Yeah. Rồi. Quay đầu là bờ. Quay đầu. Thấy không? Cái chân người ta nó giới xuống tới từ đây tới đây mà giới còn không nổi mà đặt đầu chơi bóng rổ. Con đừng có làm cái gì đó, gọi là làm gì? Làm tổn thương nền bóng rổ nghe không? Nữa, trời ơi nữa. Đó cô chú, bây giờ cái clip ngày hôm nay chỉ có nó coi nó đi lên đi xuống, đi ra đi. Yeah, it's really cold. Chồng Ngọc anh mặc cái áo này mà anh còn nói là lạnh quá rồi, mặc bộ đồ này anh nói lạnh quá rồi. Còn Ngọc với Chay là cũng đang teo luôn rồi đó. Thôi Chay ơi, chơi chút xíu về được rồi con, thêm vòng nữa là mình về cho con với mẹ, là hồi nãy giờ mày cầm cái camera mày quay là mày lạnh lắm luôn rồi đó. Một tay cầm cái camera còn một cái tay là bỏ vô túi tại vì nó lạnh. Rồi thôi cứ thôi thăm chiến này về nha. Không biết lạnh là gì luôn mà bởi. Ok. Đâu có tính ghé đâu mà tự nhiên nó thấy nó ham quá mới ghé. Ok đi về. Rồi hát đi. Twinkle twinkle little star. Thôi đi về. Rồi, coi chơi đôi vớ kìa. Chơi hồng với xanh. Biết ai không? Không đâu phải chị tự chơi đâu, cái đó là ý kiến của mẹ đó. Mẹ chơi là dạo này xì tay dữ lắm cô chú. Xì tay rất là trẻ trung và sôi động. Nói chung là mấy đứa nít bây giờ chơi với vậy không à. Ngọc là cũng theo thời, theo trang, theo trend dữ lắm á. Ngọc là giống như là thanh xuân như một tách trà mà ngồi lửa hai chiếc vớ là hết ba cái thanh xuân luôn á. Rồi đi về. No. Trời ơi, thấy không? Trời ơi, tôi nói đi về nó nói no. Có được không? Bây giờ mà kéo nó ra khỏi cái chỗ này cũng hơi bị khó đó. Rồi con đi lên cái cây đó đi.
Trời ơi, kêu nó đi về nó nói nương. Chịu đời nổi không? Coi chừng té nha, coi chừng té nha. You need my help. Hè, yeah, lên đây, lên đây, bước lên đây đi, bước lên đây đi. Rồi, không, không, mẹ không có giúp con đâu, con tự đi đi. Wo 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 wo. Đi đi, tự đi đi, con giữ tự giữ thăng bằng lên, con đi cây đi. Coi chừng nha, có ai chừng cái anh đi đánh trúng nha. Coi chừng nha, đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3, go. Ooh, good job. JD, move, move. You got a cow for him. 1, 2, 3, go. Okay, JD, it's time to go home. Go home. Đi về, đi về, đi về. Bây giờ tới nó đó. Có được không? Chơi đâu có được đâu mà xạo xạo không. Ok, count for him. 1, 2, 3. Rồi đứng lên đám điếm ra. Yeah. Thôi đi về chơi ơi, về về về, lạnh quá. Oh my god, it's so cold. Baby, take her. It's gotta go home. Freezing. It's like 50 degrees. Lần sau mà đi mẹ cho con mặc thêm áo rồi cho ở lâu lâu chút chứ bây giờ phải về con ơi, lạnh quá. Đi con.